hướng dẫn cách chọn ngày tháng làm nhà năm 2020 theo mộ long biến vận. Việc xây nhà là cực kỳ quan trọng với mỗi chúng ta. Mỗi năm do sự vận động của vũ trụ nên cắt hung cho từng hướng nhà cũng khác nhau. Dẫn đến việc lựa chọn năm tháng ngày giờ để xây nhà là một việc hết sức quan trọng. Nó quyết định sự thành bại tốt xấu của căn nhà. Qua tham khảo kho sách cổ và được sự tư vấn của các thầy phong thủy hàng đầu nước ta, hôm nay Phong Thủy May Mắn xin giới thiệu với các bạn cách lựa chọn 5 tháng ngày giờ động thổ xây nhà năm 2020. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trích theo Hiệp Kỷ Biện Phương Thư, Thông Thư Đại Toàn nói rằng 24 sơn hồng phạm ngũ hành là chính vận, dùng ngũ tí nguyên độ năm nay. Đến mộ thìn bản sơn, nạp âm chỗ mộ thìn là biến vận, dùng thái tuế nạp âm với nạp âm mộ vận năm, tương sinh nam cát, mộ vận nạp âm khắc thái tuế. Mộ vận nạp âm khắc thái tuế nạp âm là đặc biệt cát, duy chỉ kỵ 5 tháng ngày giờ nạp âm khắc mộ vận nạp âm mà thôi. Năm 2020, canh tí xây nhà cần tránh những hướng nào theo mộ long? Năm 2020 là năm canh tí, ta có 8 sơn: Giáp, Dần, Thìn, Tốn, Tuất, Khảm, Tân, Thân. Chính vận thuộc thủy. 5 sơn: Sửu, Quý, Khôn, Canh, Mùi. 5 sơn chính vận thuộc thổ, thủy, thổ đồng cục. Mộ tại thìn theo ngũ tí đội mộ long tại canh thìn, ngũ hành kim vận. 4 sơn ly, nhâm, bính, ất chính vận thuộc hỏa, hỏa mộ tại tuất. Dùng ngũ tí đội để ta tính được mộ long tại bính tuất, ngũ hành thổ vận. 3 sơn chấn, cấn, tỵ chính vận thuộc mộc, mộ tại mùi. Dùng ngũ tí độn tính ra mộ long tại quý mùi, ngũ hành mộc vận. 4 sơn càn, hợi, đoài, đinh chính vận thuộc kim, kim mộ tại sửu. Sử dụng ngũ tí độn tính ra mộ long tại đinh sửu, ngũ hành thủy vận. Vậy năm 2020 nạp âm ngũ hành bích thượng thổ, thái tuế là thổ, vậy có 4 sơn bị thái tuế khắc là càn, hợi, đoài, đinh. 4 sơn này xây nhà đặc biệt hung, vì vậy 4 sơn này không nên động thổ xây mới. Còn lại 3 sơn chấn, cấn, tỵ thuộc mộc vận, khắc được thái tuế nên được đặc biệt cát. 4 sơn ly, nhâm, bính, ất thuộc thổ vận tỷ hòa với thái tuế nên xây nhà cũng cát. 13 sơn giáp, dần, thìn, tốn, tuất, khảm, tân, thân, sửu, quý, khôn, canh, mùi thuộc kim vận, được thái tuế tương sinh nên cũng rất cát. Một câu hỏi đặt ra, vậy theo mộ long thì xây nhà năm 2020 thì xây được vào những năm nào? Mộ long biến vận có hóa giải được không? Câu trả lời là mộ long nếu biết sử dụng 5 tháng ngày giờ thì vẫn hóa giải được. 8 sơn giáp, dần, thìn, tốn, tuất, khảm, tân, thân chính vận thuộc thủy. Sửu, quý, khôn, canh, mùi 5 sơn chính vận thuộc thổ, thủy, thổ, mộ tại thìn. Theo ngũ tí độ mộ long tại canh thìn, kim vận ta kỵ xây vào tháng 7 giáp thân, tháng 8 ất dậu, các tháng còn lại xây vượng. 4 sơn ly, nhâm, bính, ất chính vận thuộc hỏa, hỏa mộ tại tuất. Dùng ngũ tí độn để tính ta được mộ long tại bính tuất, thổ vận ta xây kỵ tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6. 3 sơn chấn, cấn, tỵ chính vận thuộc mộc, mộ tại mùi. Dùng ngũ tí độ tính ra mộ long tại quý mùi, mộc vận, nếu xây nhà kỵ không làm tháng 3 và tháng 4. 4 sơn càn, hợi, đoài, đinh chính vận thuộc kim, kim mộ tại sửu. Sử dụng ngũ tí độ tính ra mộ long tại đinh sửu, thủy vận. 4 sơn này theo mộ long không xây được, tuy nhiên
chọn lựa 5 tháng ngày giờ tốt có thể xây được vào tháng 3, tháng 4. Trên đây, phong thủy may mắn đã tính cho các bạn các hướng nhà có thể xây được năm 2020 và chọn tháng nào nên làm, tháng nào không nên làm. Sau đây, phong thủy may mắn gửi tới các bạn chi tiết cách tính mộ long biến vận theo hồng phạm ngũ hành để các bạn tự tính cho những năm tiếp theo nhé. Tám sơn, giáp dần, thìn, tốn, tuất, khảm, tân, thân, chín vật thuộc thủy. Năm sơn, sửu, quý, khôn, canh, mùi, năm sơn chính vận thuộc thổ, thủy, thổ, mộ tại thìn. Năm giáp, kỷ, mậu thìn, mộc vận, kỵ dùng ngày giờ tháng năm kim. Năm ất, canh, canh thìn kim vận, kỵ dụng ngày bính tân, nhâm thìn thủy vận, kỵ dùng ngày giờ tháng năm thổ. Năm đinh nhâm, giáp thìn hỏa vận, kỵ dùng ngày giờ tháng năm thủy. Năm mậu quý, bính thìn thổ vận, kỵ dùng vào giờ. Năm mậu quý, bính thìn thổ vận, kỵ dùng vào ngày giờ tháng năm mậu. Bốn sơn, ly, nhâm, bính, ất, chính vận thuộc hỏa, hỏa mộ tại tuất. Năm giáp kỷ, giáp tuất hỏa vận, kỵ dùng ngày giờ tháng năm thủy. Năm ất, canh, bính tuất thổ vận, kỵ dùng ngày giờ tháng năm thủy. Năm bính tân, mậu tuất mộc vận, kỵ dùng ngày giờ tháng năm kim. Năm đinh nhâm, canh tuất kim vận, kỵ dùng ngày giờ tháng năm hỏa. Năm mậu quý, nhâm tuất thủy vận, kỵ dùng ngày giờ tháng năm thổ. Ba sơn, chấn, cấn, tỵ, chính vận thuộc mộc, mộ tại mùi. Năm giáp, kỷ, tân mùi thổ vận, kỵ dùng năm tháng ngày giờ mộc. Năm ất, canh, quý mùi mộc vận, kỵ dùng năm tháng ngày giờ kim. Năm bính tân, ất mùi kim vận, kỵ dùng năm tháng ngày giờ hỏa. Năm đinh nhâm, đinh mùi thủy vận, kỵ dùng năm tháng ngày giờ thổ. Năm mậu quý, kỷ mùi hỏa vận, kỵ dùng năm tháng ngày giờ thủy. Bốn sơn, càn, hợi, đoài, đinh, chính vận thuộc kim, kim mộ tại sửu. Năm giáp, kỷ, ất sửu kim vận, kỵ dùng năm tháng ngày giờ hỏa. Sau đông chí, đinh sửu thủy vận, kỵ dùng năm tháng ngày giờ thổ. Năm ất, canh, đinh sửu thủy vận, kỵ dùng năm tháng ngày giờ thổ. Sau đông chí, kỵ sửu hỏa vận, kỵ dùng năm tháng ngày giờ thủy. Năm bính tân, kỵ sửu hỏa vận, kỵ dùng năm tháng ngày giờ thủy. Sau đông chí, tân sửu thổ vận, kỵ dùng năm tháng ngày giờ mộc. Năm đinh nhâm, tân sửu thổ vận, kỵ dùng năm tháng ngày giờ mộc. Sau đông chí, quý sửu mộc vận, kỵ dùng năm tháng ngày giờ kim. Năm mậu quý, quý sửu mộc vận, kỵ dùng năm tháng ngày giờ kim. Sau đồng chí, ất sửu kim vận, kỵ dùng năm tháng ngày giờ hỏa. Theo mộ long bản sơn long, mộ khố biến vận của hồng phạm ngũ hành, nạp âm của bản mộ khố tùy theo tuế vận mà biến vậy. Dùng ngũ tý nguyên độn cùng nghĩa với thất chính từ đông chí khởi tính, cùng nghĩa với thất chính từ đông chí năm nay, tức thuộc sang năm. Vận của trời đất nếu từ tý bắt đầu, như vậy ngũ tý nguyên độn bắt đầu ở tý, cuối hết ở hợi, mà một năm gồm cả bốn mùa sau đông chí là tháng sửu, tuế quân chưa lại mà mộ vận đã thay đổi. Sửu là kim mộ, vì vậy mộ vận kim sơn sau đồng chí lại trùng biến. Như giáp sơn chính vận thuộc thủy, thủy mộ tai thìn,
ngũ tí nguyên độ năm giáp kỷ, từ giáp tí thuận số được mậu thìn, nạp âm thuộc mộc, tức là mộc vận. Càn sơn thuộc kim, kim mậu tại sửu, ngũ tí nguyên độ năm giáp tí. Từ giáp tí thuận số được ất sửu, nạp âm thuộc kim, tức là kim vận. Sau đồng chí thuộc năm ất canh, dùng ngũ tí nguyên độ năm ất canh. Từ bính tí thuận số được đinh sửu, hoặc dùng ngũ tí nguyên độ năm giáp kỷ. Từ giáp tí thuận số đến ất hợi, lại tiến mà thuận số đến sửu cũng được đinh sửu. Nạp âm thuộc thủy, tức là thủy vận. Ngoài ra phòng như thế. Lưu ý, mộ long biến vận là 24 sơn hồng phạm ngũ hành làm chính vận. Xem chỗ mộ tại thời điểm nào, dùng số ngũ tí nguyên độ của bản niên đến thời mộ của bản sơn, nạp âm thời mộ chính là biên vận. Lấy nạp âm thái tuế với nạp âm mộ vận của bản niên, tương sinh tương hợp là cát. Nạp âm mộ vận khắc nạp âm thái tuế, đặc biệt là cát tường. Nạp âm của năm, tháng, ngày, giờ khắc nạp âm mộ vận thì không cát. Theo năm gọi là mộ long, chính là sơn long. Mộ khố biến vận đúng là hồng phạm ngũ hành là bởi vì nạp âm của bản mộ khố tùy theo tuế vận biến hóa mà đến. Vận của trời đất đều bắt đầu từ tí, cho nên từ đầu năm đồng chí đã thuộc năm này. Đồng chí năm nay thì thuộc sang năm mộ long biến vận, sau đồng chí chính ứng hợp khởi độ từ cuối năm. Như càn sơn thuộc kim, kim mộ tại sửu, ngũ tí nguyên độ năm giáp kỷ, từ giáp tí thuận số được ất sửu, nạp âm thuộc kim, tức biến vận là kim vận. Sau đồng chí thuộc năm ất canh, từ bính tí thuận số được đinh sửu, nạp âm thuộc thủy, biến vận tức là thủy vận. Ở video này, phong thủy may mắn đã hướng dẫn các bạn cách chọn năm tháng ngày giờ xây nhà, tính mộ long biến vận. Mộ long chỉ là một trong những thế sát ảnh hưởng đến việc xây nhà. Ngoài ra còn rất nhiều yếu tố khác nữa ảnh hưởng đến việc xây nhà mà ta không thể bỏ qua, như thái tuế, tuế phá, tam sát, ngũ hoàng, nhị hắc, mậu kỷ đô thiên sát. Để được tư vấn chi tiết về việc động thổ xây nhà, quý anh chị hãy liên hệ trực tiếp với Phong Thủy May Mắn theo hotline 0989 34 9119 để được tư vấn đầy đủ nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo.